hé lộ sự thật về những kỳ nữ đất Cà Mau. Quý vị và các bạn thân mến, trong số 31 cá nhân được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của tỉnh Cà Mau trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, có những người phụ nữ rất đặc biệt. Các chị là những người mang trong mình tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Vùng đất Cà Mau kiên trung đã sản sinh những người con hiên ngang, oanh liệt, làm rạng rỡ truyền thống bất khuất của cha ông. Vậy các chị là ai? Chân dung lịch sử mời các bạn cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây. Đồng chí Danh Thị Tươi, chết mà vẫn bị bọn ác ôn cướp xác. Đồng chí Danh Thị Tươi sinh năm 1923 tại xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Vào ngày 8 tháng 10 năm 1969, thời gian chiến tranh đang diễn ra ác liệt. Do tận mắt chứng kiến tội ác của quân xâm lược và bè lũ tay sai, vì quyền lợi sống còn của bà con nơi chị sinh sống, chị Danh Thị Tươi đã kêu gọi bà con kéo ra chi khu Rạch Ráng để đấu tranh chống bắn pháo bừa bãi và chống lại phong tỏa lúa gạo vùng giải phóng. Chị cùng với người dân tiến hành đòi trở về ruộng vườn cũ để làm ăn. Thấy vậy, địch ra sức đàn áp cuộc đấu tranh một cách dã man. Những người biểu tình bị chúng đánh đập không thương tiếc. Trong số đó có một tên ác ôn gọi là Cối. Hắn nổi tiếng là độc ác từ lâu. Do trong lòng căm thù tên giặc ấy đến cực độ, chị Tươi đã úp cái thúng đang cầm sẵn trong tay lên đầu của tên Cối để xả nỗi hận. Bọn giặc thấy thế, lập tức cho bắt chị lại và tiến hành đánh đập tàn nhẫn. Một người con gái chân yếu tay mềm, bị hành hạ đau đớn, nhưng chị Tươi vẫn không hề khuất phục. Chị còn chửi thẳng vào mặt bọn chúng là quân ác ôn, quân bán nước, giết hại đồng bào, đà đảo Mỹ Diệm hành động dã man. Chúng tức tối vì bị chửi. Để hà nỗi giận và làm vừa lòng cơn điên loạn, chúng đã rẽ tóc chị và buộc sau cano rồi cho nổ máy chạy. Hình ảnh ấy nghĩ đến đã thấy xót thương. Nhưng chúng thì hả hê coi đó là trò giải trí. Cano chạy nhanh, nước đã cuốn chị lăn qua đảo lại. Sau đó chưa đủ vui, bọn chúng lại tiếp tục cột chị vào đá và dìm chết. Bà con đã vớt thi thể người con gái dũng cảm ấy đem ra Cà Mau đấu tranh. Giữa đường, bọn giặc đã chặn cướp thi hài chị và đem đi thủ tiêu. Nhân dân thương cảm cho số phận của chị nên đã lập nấm mồ tượng trưng tại nghĩa trang Rạch Ráng. Chị Danh Thị Tươi được chính phủ tuyên dương anh hùng vào ngày 11 tháng 6 năm 1999. Đồng chí Danh Thị Tươi đã hiên ngang đi vào cái chết. Cái chết của chị khiến cho bà con trông thấy không những không sợ hãi mà còn vô cùng xúc động, khâm phục người phụ nữ anh hùng và hơn hết là thêm quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm và bẻ lũ tay sai. Đồng chí Phan Thị Đẹt, bà mẹ 6 con mưu trí. Chị Phan Thị Đẹt sinh năm 1929. Chị sinh ra và lớn lên tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Rơi. Khi tham gia đấu tranh, chị là một người mẹ của 6 đứa con. Chị là người phụ nữ nông thôn, cần cù chịu thương chịu khó và có lòng yêu nước nồng nàn. Với chị, đấu tranh chính là đấu tranh cho bản thân và gia đình mình, hơn cả là đấu tranh vì quê hương đất nước. Chị Đẹt tham gia cách mạng với nhiệm vụ vận tải đường sông và được đề bạt cấp bậc trung sĩ. Trong 5 năm liền sau khi nhận nhiệm vụ, chị Phan Thị Đẹt đã vận chuyển được 65 chuyến hàng, trong đó bao gồm 40 tấn vũ khí, 700 giạ gạo, nhiều thuốc men, nhu yếu phẩm và có tới 25 lần đưa đón cán bộ đi một cách công khai mà lại giữ được an toàn. Trong những năm cao điểm Bình Định, địch tiến hành phong tỏa gắt cao các tuyến sông. Mục đích của chúng là nhằm cắt đứt bằng được đường vận chuyển tiếp tế của ta. Dù thêm nhiều khó khăn nguy hiểm, nhưng chị Phan Thị Đẹt vẫn luôn tỏ ra mưu trí sáng tạo và chị đã giữ vững được đường dây giao thông thông suốt, vượt qua được hiểm nguy để rồi hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Do chị hoạt động công khai hợp pháp nên phải tìm cách làm quen với bọn lính ở các đồn bót. Chị khéo léo chuẩn bị rượu thịt, bạc tiền để chám họng bọn chúng khi cần thiết và phải xây dựng nhiều cơ sở nơi địa bàn hoạt động để có thể nhận được sự hỗ trợ và bảo vệ của nhân dân. Có một lần, chị chở gần 10 tấn vũ khí trên một chiếc ghe, được ngụy trang bằng muối hột như người đi bán muối. Đang đi thì ghe bị rướn lên, đường vắng không người qua lại, chỉ một mình không thể nào đẩy ghe xuống được. Đúng lúc chị gặp một đoàn tàu sắt của địch chạy tới ghé lại định tra xét, chị đã đề nghị bọn lính tiếp đẩy ghe xuống với chị. Do nhiều người cùng đẩy không được nên chúng yêu cầu chị bỏ bớt muối xuống sông cho ghe nổi lên. Tình huống này đúng là như ngàn cân treo sợi tóc. Chị liền than rằng, hoàn cảnh mẹ quá con côi phải đi bán từng ký muối kiếm tiền nuôi con, giờ mà đổ muối đi thì cả nhà chết đói mất. Thấy chị hai mắt lưng tròng, tên chỉ huy ra lệnh buộc xuồng của chị vào tàu để kéo ra. Nhờ nhập vai giỏi, không những chị làm cho địch không chút nghi ngờ mà còn giúp đỡ rất tận tình để chị về đến căn cứ an toàn.
Đến năm 1972, chị nhận nhiệm vụ đưa hai thương binh nặng từ Cà Mau Bắc về Cà Mau Nam. Xương của chị được ngụy trang bằng lá dừa nước. Chị làm người đi chở lá mướn. Khi đi ngang qua đồn Vàm Chùa, xã Định Thành, Định bắt chị phải lôi lá lên bờ để lấy xuồng chở chúng qua sông. Chị nhanh trí nói: "Xuồng đầy kéo hết lá lên lâu lắm, để tôi qua sông mượn xuồng khác đưa mấy ông đi mau hơn." Nghe vậy, Định thấy hợp lý nên đồng ý. Thế là chị đã đưa thương binh về quân y an toàn. Trong trận, địa phương quân Châu Thành phục kích đánh đại đội bảo an của địch tại Cái Keo, xã Định Thành. Chúng tiến hành càn quét, nhưng quân ta đã tiêu diệt được nhiều tên, số còn lại chạy tán loạn. Bộ đội ta hy sinh hai đồng chí, nhưng do không lấy được xác vì mỗi lần lực lượng ta đến tìm thì đều bị địch phục kích. Sau 2 ngày, đến ngày thứ 3, ban chỉ huy huyện đội Châu Thành giao nhiệm vụ này cho chị Phan Thị Đẹt. Chị đã không ngại nguy hiểm, đã giả làm người đi kiếm củi trên chiếc xuồng gắn máy rồi bơi cặp theo mé sông Gành Hào. Nắm được địch đã về đồn ăn cơm, chị lập tức lao tới trận địa dùng dây cột sát của anh em kéo xuống mé sông. Do nước lớn, chị loay hoay không đưa được hai tử thi lên xuồng do xuồng cao hơn bờ. Chị đã nghĩ ra cách tát nước vào xuồng để dễ dàng đưa hai tử thi lên. Sau đó chị lại tát nước ra. Nhưng chưa kịp tát hết nước thì địch đã phát hiện và bắn súng xối xả nên chị đã nổ máy chạy về. Vậy là chị đã đưa các anh đến nơi an táng chu đáo. Về gia đình chị, đứa lớn chị cho đi bộ đội, còn bốn đứa nhỏ từ 5 đến 14 tuổi thì chị gửi cho bà con hàng xóm nuôi giúp để mình có thể có thời gian lăn lộn ngày đêm nối liền mạch máu giao thông hậu phương và mặt trận. Chị dạy các con lớn phải biết thương yêu, đùm bọc các em nhỏ thay cho mẹ để mẹ có thể yên tâm làm cách mạng. Chị thường tâm sự với đồng đội của mình rằng thực hiện nhiệm vụ mình không sợ hy sinh, gian khổ, nhưng nỗi băn khoăn lớn nhất là các con còn quá bé nhỏ, dại khờ. Nếu lỡ có bể gì, các cháu sẽ bơ vơ không nơi nương tựa. Các đồng đội lần nào cũng phải nuốt nước mắt vào lòng để động viên chị mỗi lần chị phải gửi con đi làm nhiệm vụ. Ngày 6 tháng 11 năm 1978, bà mẹ 6 con Phan Thị Đẹt đã vinh dự và rất xứng đáng đứng vào hàng ngũ những người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nữ anh hùng Trương Thị Mỹ. Chị Mỹ sinh năm 1953, quê xã Đồng Thới, huyện Cái Nước, là một chiến sĩ vận tải đường sông. Cấp bậc của chị là thượng sĩ trong đoàn vận tải 408C thuộc hậu cần quân khu 9. Chị tham gia bộ đội và nhận nhiệm vụ vận chuyển vũ khí xuyên suốt cho đến ngày giải phóng. Hàng ngày, chị qua lại trên các tuyến sông chi chít đồn bót và trạm kiểm soát của địch. Cũng không ít lần bị giặc nghi ngờ, lục soát, nhưng với sự mưu trí và bình tĩnh của mình, chị đã qua được con mắt dò xét của chúng một cách an toàn. Khi tuyến đường cũ bị địch đánh phá, chị Mỹ đã xung phong đi dò mở đường mới. Trong một chuyến chở tiền cho đơn vị ở biên giới Campuchia, khi gặp phải địch, chị biết không thể qua được nên chị đã cho tiền vào thùng tôn rồi một mình đẩy chiếc thùng bơi qua sông trong đêm tối. Nhờ thế mà đã kịp cho bộ đội có tiền mua gạo. Trong suốt 6 năm liền, chị Trương Thị Mỹ đã vận chuyển thành công 70 chuyến hàng, đưa 200 tấn vũ khí đến nơi an toàn. Với những đóng góp ấy, chị được tặng thưởng 3 huân chương chiến công và được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1976. Nữ kiện tướng chiến hào Dương Thị Cẩm Vân. Chị Dương Thị Cẩm Vân sinh năm 1947 tại Đông Thới, Cái Nước. Chị là nữ chiến sĩ xuất sắc nhất trong 10 chiến sĩ tiêu biểu đi dự đại hội thi đua mừng công toàn quân khu. Chị nổi bật vì là người con gái dũng cảm, mưu trí. Từ việc đào chiến hào đến bao vây đánh lấn chi khu. Hơn hết, chị còn là xạ thủ bắn tỉa tiêu diệt nhiều địch nhất. Chị lên đường đi theo cách mạng từ khi mới 13 tuổi. Ban đầu chị làm giao liên, rồi hăng hái xin được vào du kích xã để được cầm súng giết giặc. Vào mùa khô năm 1966, chị Vân đã dẫn đầu mũi hướng Bắc trong chiến dịch bao vây chi khu Đầm Rơi. Chi khu Đầm Rơi là cứ điểm đầu não của địch, là điểm tiền tiêu án ngữ phía Nam Cà Mau. Đây là chi khu được địch xây dựng rất kiên cố. Phía ta bủa vây từ 5 mũi với tổng chiều dài là 20.000 mét chiến hào và 300 hầm râu tôm. Khi chiến hào đi qua đoạn trống trải sẽ bị phát hiện, chị đã xung phong đi đào trước. Một mình chị khi ấy đào hơn 1.500 mét và 25 hầm râu tôm. Có những khi dù đào dưới làn mưa đạn của kẻ thù, nhưng chị vẫn đào được hơn 50 mét chỉ trong một đêm. Có những hầm râu tôm do chị đào chỉ cách đồn địch khoảng từ 50 đến 70 mét. Cũng tại đó, chị đã bắn tỉa xuyên táo một viên đạn diệt hai tên địch. Vào mùa xuân năm Mậu Thân 1968, khi địch dùng máy bay đánh phản kích,
chị đã xuống hầm trú ẩn. Thấy hầm kiên cố nên chị nhường lại cho đồng đội và sang hầm khác. Nhưng chẳng may trong đợt giải thảm, một quả bom rơi trúng hầm của chị. Trong quá trình hoạt động cách mạng, dù ngắn ngủi nhưng chị đã tham gia vào 130 trận đánh, cùng với đơn vị tiêu diệt và làm bị thương 150 tên địch, thu được 120 súng. Riêng bản thân chị diệt được 57 tên, bắt sống 8 tên và bắn rơi một máy bay. Vào năm 2000, chị được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tên của chị nay đã đi vào thơ ca và được đặt tên đường, tên trường học và công viên văn hóa. Với tinh thần đấu tranh ấy, một tượng đài nữ anh hùng Dương Thị Cẩm Vân được đúc bằng bê tông vĩnh cửu cao 6 mét do nhà điêu khắc họa sĩ Lê Công Uẩn thực hiện. Lịch sử truyền thống của phụ nữ tỉnh Cà Mau còn có biết bao nhiêu chị em đã kiên cường đối mặt với kẻ thù, để lại bao tình cảm đẹp trong lòng đảng bộ và nhân dân, tô điểm cho truyền thống vẻ vang của phụ nữ và nhân dân Cà Mau. Các bạn vừa theo dõi những kỳ nữ tuyệt vời đất Cà Mau. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.